Bộ Công an bắt tạm giam ông Lê Đức Thọ. Ông Lưu Bình Nhưỡng từng chuyển đơn kiến nghị thi hành án số tiền khủng. Bắt cựu giáo viên thường xuyên lên mạng xúc phạm nhiều tổ chức cá nhân. Bộ Công an bắt tạm giam ông Lê Đức Thọ. Thưa quý vị và các bạn, ông Lê Đức Thọ bị cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố bắt tạm giam để điều tra sai phạm trong vụ án công ty đầu mối xăng dầu lớn phía Nam xuyên Việt Oil. Ngày 14 tháng 12, thông tin với chúng tôi, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Lê Đức Thọ. Ông Lê Đức Thọ bị điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Ông Lê Đức Thọ bị bắt trong quá trình Cơ quan An ninh điều tra thụ lý điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại, Vận tải và Du lịch xuyên Việt Oil và một số cơ quan tổ chức có liên quan. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định tố tụng, ngày 14 tháng 12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện lệnh khám xét chỗ ở đối với ông Lê Đức Thọ tại nhà C3 làng Quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy và BT28H7, TT2, khu đô thị Starlake, Tây Hồ Tây, phường Xuân Thảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật. Liên quan vụ án này, hồi đầu tháng 9, Cơ quan An ninh điều tra cũng đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam bà Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại, Vận tải và Du lịch xuyên Việt Oil, bà Nguyễn Thị Như Phương, Phó Giám đốc xuyên Việt Oil, cả hai lãnh đạo của Công ty xuyên Việt Oil bị điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Mới đây giữa tháng 8, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại, Vận tải và Du lịch xuyên Việt Oil đã bị Bộ Công an thu hồi giấy phép xuất nhập khẩu xăng dầu. Quyết định này được thực hiện sau khi Bộ Công Thương lập đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu năm 2023 của 4 thương nhân đầu mối xăng dầu. Theo quyết định, Công ty xuyên Việt Oil cũng phải chuyển ngay toàn bộ số tiền quỹ bình ổn giá xăng dầu tại doanh nghiệp vào ngân sách nhà nước và gửi bản sao chứng từ chuyển nộp tiền về Bộ Tài chính, Cục Quản lý giá, Bộ Công Thương, vụ thị trường trong nước. Xuyên Việt Oil là một trong gần 40 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu lớn trên cả nước, được quyền xuất nhập khẩu xăng dầu. Một trong những điều kiện quan trọng để Xuyên Việt Oil có được giấy phép làm đầu mối là đáp ứng về hệ thống phân phối, bên cạnh các quy định về cầu cảng, kho chứa, phương tiện vận chuyển. Theo thông tin được cơ quan chức năng công bố, tính đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2023, Công ty Xuyên Việt Oil nợ 1.531 tỷ đồng tiền thuế. Đầu tháng 10, tại hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Đức Thọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre. Trước đó, Bộ Chính trị kết luận ông Lê Đức Thọ đã vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương trong việc kê khai minh bạch tài sản, thu nhập, giải trình nguồn gốc và biến động tài sản không trung thực, không đúng quy định. Vi phạm của ông Lê Đức Thọ mang tính hệ thống kéo dài trong nhiều năm đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận xấu, bức xúc, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, mất uy tín cá nhân. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm theo quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thống nhất đề nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng xem xét thi hành kỷ luật ông Lê Đức Thọ. Ông Lưu Bình Nhưỡng từng chuyển đơn kiến nghị thi hành án số tiền khủng. Thưa quý vị và các bạn, trong hai văn bản và phiếu chuyển đơn do ông Lưu Bình Nhưỡng ký gửi đến các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định, có một vụ việc liên quan đến thi hành án với số tiền lên đến 53 tỷ đồng. Sáng qua, nguồn tin của phóng viên cho biết Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn đã chuyển hơn 53 tỷ đồng đến Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Bình Định để chi trả cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Vận tải Biển Cửu Long. Theo bản án của tòa phúc thẩm đã có hiệu lực thi hành, đây là một trong hai vụ việc liên quan đến phiếu chuyển đơn do ông Lưu Bình Nhưỡng, 60 tuổi, ngụ quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, ký vào đầu năm nay, gửi đến cơ quan chức năng tỉnh Bình Định với tư cách là Phó trưởng ban dân nguyện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo hồ sơ vụ việc, bản án phúc thẩm số 31 ngày 16 tháng 12 năm 2022 của Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã tuyên buộc Cảng Quy Nhơn tiếp tục thực hiện hợp đồng và trả cho Công ty Cửu Long hơn 53 tỷ đồng. Ngày 30 tháng 12 năm 2022, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Bình Định ra quyết định thi hành bản án này. Ngày 4 tháng 1 năm 2023, Cục Thi hành án Dân sự tiếp tục gửi thông báo hết thời hạn tự nguyện thi hành án. Cảng Quy Nhơn không thực hiện các nghĩa vụ thi hành án thì bị cưỡng chế. Ngày 9 tháng 1 năm 2023,
Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao có văn bản yêu cầu Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định hoãn thi hành bản án nói trên trong thời gian 3 tháng để xem xét thủ tục giám đốc thẩm theo đề nghị của Cảng Quy Nhơn. Qua 3 tháng nhưng chưa xem xét được thủ tục giám đốc thẩm, ngày 10 tháng 4, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định ra quyết định về việc tiếp tục thi hành án. Sau đó Cảng Quy Nhơn đã chuyển hơn 53 tỷ đồng đến Cục Thi hành án dân sự Bình Định để chi trả cho công ty Cửu Long. Ngày 14 tháng 6, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ban hành quyết định kháng nghị giám đốc thẩm đối với bản án trên. Tuy nhiên đến thời điểm này, thủ tục giám đốc thẩm vẫn chưa được xem xét. Cũng trong thời gian diễn ra các vụ việc nói trên, các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định nhận được phiếu chuyển đơn của ông Lưu Bình Nhưỡng về việc chuyển đơn kiến nghị của công ty Cửu Long liên quan đến việc thi hành bản án phúc thẩm số 31 ngày 16 tháng 12 năm 2022 của Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. Ngoài phiếu chuyển đơn này, ông Nhưỡng còn có một văn bản khác liên quan đến việc trích lục khai tử một người ở huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Như chúng tôi đã nhiều lần thông tin, ngày 25 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình có văn bản gửi các tỉnh thành đề nghị phối hợp rà soát cung cấp thông tin liên quan những văn bản kiến nghị phiếu chuyển với tư cách đại biểu Quốc hội hoặc Phó trưởng ban dân nguyện của ông Lưu Bình Nhưỡng từ tháng 7 năm 2016 đến nay. Qua rà soát, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định phát hiện có hai văn bản phiếu chuyển đơn do ông Lưu Bình Nhưỡng ký gửi đến tỉnh này. Bắt cựu giáo viên thường xuyên lên mạng xúc phạm nhiều tổ chức cá nhân. Thưa quý vị và các bạn, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã bắt tạm giam người phụ nữ thường xuyên lên mạng livestream đăng tải những thông tin xúc phạm danh dự của nhiều tổ chức cá nhân. Ngày 13 tháng 12, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hậu Lộc tỉnh Thanh Hóa bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Xuyến, sinh năm 1974, trú xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc. Bà Xuyến bị tạm giam 3 tháng để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Thời gian gần đây, Nguyễn Thị Xuyến thường xuyên sử dụng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ các thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhiều tổ chức cá nhân gây hoang mang, ảnh hưởng xấu trong dư luận. Khám xét nơi ở, lực lượng công an thu giữ 3 điện thoại di động, một máy tính xách tay, một bộ đồ nghề dùng để livestream và một số tài liệu khác. Theo cơ quan công an, năm 2020, Nguyễn Thị Xuyến từng bị xử phạt hành chính số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi nói trên. Năm 2021, Xuyến tiếp tục bị xử phạt hành chính về hành vi cho trẻ em sử dụng bia. Nguyễn Thị Xuyến từng làm giáo viên tại trường trung học cơ sở Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc. Đầu năm 2023, bà Xuyến bị chấm dứt hợp đồng lao động. 26 đối tượng giả danh bác sĩ lừa bán thuốc cho 8.000 người. Thưa quý vị và các bạn, Phạm Viết Trung cùng 25 đồng phạm đã giả danh bác sĩ của các bệnh viện quân đội uy tín để bán thuốc cho 8.000 người, chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng. Hôm nay, Công an huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh cho biết đã khởi tố 26 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở đường dây giả danh các bác sĩ bệnh viện lớn để bán thuốc giả. Trong đó, Công an bắt tạm giam 24 đối tượng cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú 2 đối tượng là Cao Thùy Dương, sinh năm 1998, trú ở Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội và Lưu Thị Thủy, sinh năm 1999, trú ở Thanh Lãng, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, do đang mang thai. Cầm đầu đường dây trên là Phạm Viết Trung, sinh năm 1995, trú ở Xuân Thành, Ninh Vân, Hoa Lư, Ninh Bình. Theo tài liệu điều tra, Trung sau khi học xong đại học ở lại Hà Nội làm một số công ty chuyên bán hàng đa cấp. Từ đây, Trung nhận thấy nhu cầu của rất nhiều người dân về sử dụng thuốc và thực phẩm chức năng để điều trị bệnh tiểu đường, huyết áp. Trung cùng với Lưu Đức Tịnh ở xã Ninh Xuân, Hoa Lư, Ninh Bình và Nguyễn Hải Đăng sinh năm 1997, trú ở xã Đồng Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội. Nguyễn Xuân Tuyên ở xã An Lưu, Kinh Môn, Hải Dương góp cổ phần với tổng số tiền là 100 triệu đồng. Nhóm này thành lập công ty cổ phần dược phẩm Sparta do Trung làm giám đốc, trụ sở hoạt động tại tầng 7 tòa nhà số 251 Vũ Tông Phan, phường Khương Đình. Các đối tượng này đã viết kịch bản giả danh bác sĩ của các bệnh viện lớn như Bệnh viện Quân y 103, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, rồi chạy quảng cáo để bán thuốc qua mạng cho người bệnh. Với số tiền 100 triệu đồng ban đầu, có đối tượng nghĩ ra mẫu mã các loại thuốc bao bì rồi đặt hàng một nhà thuốc gia truyền sản xuất với các sản phẩm như hạ đường quy y, thanh mạch quy y, mộc gan quy y, v.v. Chuẩn bị xong các điều kiện từ kịch bản đến trụ sở thành lập công ty, các đối tượng tiến hành tuyển nhân viên, thành lập các nhóm kinh doanh có mô hình hoạt động giống nhau do Trung trực tiếp điều hành. Theo đó, mỗi nhóm kinh doanh gồm 2 đối tượng. Một đối tượng có nhiệm vụ lập fanpage trên mạng xã hội rồi chạy quảng cáo, mời chào bệnh nhân. Đối tượng còn lại làm sale có nhiệm vụ giả danh bác sĩ để tư vấn bán thuốc. Các đối tượng lập các fanpage có tên Bệnh viện Quân đội 108 chuyên khoa nội tiết hoặc Bệnh viện Quân y 103, đăng tải các hình ảnh logo của các bệnh viện kể trên,
Các trang này có tiêu đề nội dung hình ảnh có liên quan đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện Quân y 103 để thu hút những người bệnh có nhu cầu tìm hiểu, chữa bệnh. Khi người dân kích vào